Thái Mỹ xin gửi lời chào đến anh chị đại lý. Như vậy là đã gần hơn nửa chặng đường tăng tốc kinh doanh đồng hành du lịch diễn ra. Ở đoạn video trước, Mỹ đã chia sẻ về cảnh sắc, ẩm thực của Hàn Quốc. Hôm nay Mỹ sẽ bật mí đôi điều về lịch trình và thử thách trong suốt cuộc hành trình của chúng ta. Như thư thông báo chương trình tăng tốc kinh doanh đồng hành du lịch vào tháng 9, Asus sẽ hân hạnh dành tặng một chuyến đi du lịch Hàn Quốc cho top 30 đại lý có số điểm quy đổi cao nhất trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 với số điểm tối thiểu là 200 điểm. Với hành trình lần này, Asus cũng mong muốn tạo ra những thử thách thú vị và hấp dẫn, cũng không kém phần mạo hiểm. Trong suốt cuộc hành trình, ngoài điểm quy đổi khi mà anh chị nhập hàng, anh chị có thể làm tăng điểm số của mình để có cơ hội nhận những phần quà cao cấp và giá trị. Vậy những thử thách nào đang chờ đợi tất cả các anh chị, hãy cùng Mỹ khám phá nhé! Ở Hàn Quốc có những món mà không phải ai cũng dám thử. Tuy nhiên đây lại là những món ăn được người dân bản địa hết sức ưa chuộng, đồng thời gây tò mò cho rất nhiều khách du lịch quốc tế khi đến thăm đất nước này. Cua sống, những con cua cỡ nhỏ sẽ không được nấu chín trước khi ăn mà chỉ ngâm trong nhiều loại nước sốt để ăn sống và thưởng thức vị cua tươi hết sức đặc biệt. Cá dương vật là một động vật biển thân mềm có hình dáng khá lạ. Lúc ăn, chúng sẽ được cắt thành nhiều miếng vừa phải, vẫn còn ngọt ngoài trên đĩa. Bạch tuộc sống, đây cũng là một trong những món ăn cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc mà thường được giới thiệu trên các chương trình ẩm thực quốc tế. Những bạch tuộc được cắt nhỏ hoặc để nguyên con, chỉ ăn kèm với nước sốt cay khi các xúc tu vẫn còn ngọt ngoài. Chắc chắn sẽ là một thử thách về trải nghiệm ẩm thực khó quên. Và đặc biệt đó chính là mì cay. Mì cay Hàn Quốc đang là một trong những trào lưu gây sốt. Thử thách nóng bỏng này hứa hẹn sẽ mang đến cho anh chị nhiều giây phút vui tươi bùng cháy hết mình. Ngoài những thử thách về ẩm thực, Asus cũng mang đến những thử thách tại công viên Evelyn, Hàn Quốc, nằm trong danh sách 10 công viên giải trí thu hút nhất thế giới. Công viên Evelyn là điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới thăm Hàn Quốc. Tại đây, Asus sẽ có những thử thách để anh chị làm tăng điểm số của mình. Có thể là những trò chơi dân gian vui nhộn của Hàn Quốc, hay là những trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng của thế giới Everland, để thử thách độ vững tim cũng như tinh thần ưa thích mạo hiểm của các anh chị. Đồng thời giúp các anh chị có thể nhanh chóng bứt phá trong việc thu thập điểm tích lũy quy đổi quà tặng. Vào đêm gala dinner, Asus cũng sẽ mang đến cơ hội đặt cược cho đường đua tăng điểm cuối cùng để đến với cơ hội nhận quà giá trị. Và cuối cùng, Thái Mỹ cũng xin nhắc tất cả các anh chị đại lý, chúng ta sẽ còn 2 tuần nhập hàng nữa để cùng tăng tốc kinh doanh và đồng hành với Asus đến với đất nước Hàn Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại!